Sài Gòn TV kính chào cô chú và anh chị. Thì hiện tại bây giờ là 3 giờ các bạn. Mình đang có mặt ở đường Lý Tự Trọng quận nhất nè các bạn. Hôm nay mình sẽ đi một vòng Lý Tự Trọng, mình cho cả nhà mình cùng xem như thế nào nha các bạn. Đây là đường Lý Tự Trọng quận nhất. Ở đây là cái quán bar các bạn. Như là dọn lần này là lần thứ tư các bạn. Không biết gì vấn đề tâm linh hay về con người mà ở đây cái mặt bằng ở chỗ số 38 đường Lý Tự Trọng này nè các bạn. Chỉ có một năm mà bốn lần dọn mặt bằng, bốn lần dọn về chủ rồi đó các bạn. Đây là quán bar nè. Bên này nó trả mặt bằng cho nhà nước, cái này của bộ đội nha các bạn. Như là cái quán bar này là quán bar giờ đi lần thứ ba rồi, bốn quán bar rồi đó các bạn. Một không biết gì vấn đề tâm linh hay gì con người mà làm hoài làm không được các bạn. Ở đây là quận nhất các bạn, đây là đường Lý Tự Trọng các bạn. Phía trước mình là quân đội. Cái đây là quán túc túc, quán hàng Thái đó các bạn. Đây nhà người Thái nè các bạn, vắng tanh là không có khách khứa rồi các bạn. Ở đây là công ty Pate, công ty kinh doanh về bất động sản và địa ốc đó các bạn. Ở đây là cô này có bán quán hàng nước này mấy chục năm rồi đó các bạn. Cô bán ở ngay chỗ mà số 38 Lý Tự Trọng này nè, bán mấy chục năm rồi đó các bạn. Các bạn có đi ngang đường Lý Tự Trọng ghé đây uống nước các bạn, cô bán rẻ lắm các bạn. Đây là đại học thôi. Đây là thư viện khoa học xã hội các bạn, thành phố Hồ Chí Minh đó các bạn. Mình sẽ đi dài đến đây là đường Đồng Khải đó các bạn. Hồi xưa hồi thời chắc mình còn trẻ là hồi còn mình còn nhỏ là người ta chứ là đường Tự Do đó các bạn, bây giờ nó đổi tên thành đường Đồng Khải đó các bạn. Đây đây những cô bác mình bán hàng rong gặp mé đường nè các bạn. Bán nước, bán chị đó cũng bán nước ở đó, bán vỉa hè này. Ấy da, chết cha. Lâu đời lắm đó các bạn, bên đây là ngã tư Đồng Khải tới Tự Trọng nè các bạn. Mình đi băng qua đường luôn nha các bạn. Đây là có một nhóm người du lịch rất là nhiều ở quận nhất mình thì đa số là khách du lịch nước ngoài các bạn. Đây quán cà phê Catinat. Phía trước này là số 26 đường Lý Tự Trọng các bạn. Ở dưới đó nó có một cái hầm mà nó bán đồ trang sức ở dưới các bạn. Đây là ta kêu là chung cư cũ đường Lý Tự Trọng nè các bạn. Chỗ này buôn bán sầm uất quá trời luôn các bạn. Cái cặp giải Vinh Cơm Đồng Khải này ở phía đối diện với Đồng Khải các bạn, nó bán nhiều người đã buôn bán đồ ăn giặt rồi, một thứ bên đây bán đông lắm các bạn. Quá trời khách taxi, taxi Vinasin bây giờ nó ế đó các bạn. Bây giờ hãng taxi Vinasin mình bây giờ là hầu như là không ai đi luôn các bạn. Vinasin hay là hãng taxi Vinasin hồi xưa nổi tiếng ở Sài Gòn đó các bạn. Mà bây giờ khi mà cái thời xe công nghệ nó nổi lên rồi, Vinasin này nó không còn giá trị nữa đó các bạn. Là không còn người đi taxi gì nữa các bạn. Bây giờ toàn bộ là hầu như là đi xe công nghệ hết. Nó không có đi xe taxi như hồi xưa nữa. Hồi xưa là taxi Mai Linh rồi Vinasin rồi đủ thứ đó, nó chạy dập dìu Sài Gòn, chứ bây giờ các bạn đi ra ngoài đường Sài Gòn đâu khi nào thấy chiếc taxi còn chạy nữa, rất là hiếm các bạn. Đa số là xe xanh của Bạch Vượng
rồi những hãng xe công nghệ như Gojek, Grab rồi đó các bạn. Chứ bây giờ những hãng Vinasin như vậy thì hiếm đúng không bạn, ít thấy. Đây là tòa nhà Vincom nữa các bạn, tòa nhà Vincom còn phải đó các bạn, tòa nhà Vincom còn phải đường Lý Tự Trọng mình đó. Nhắc tới là Vincom Sài Gòn các bạn, lớn nhất quận nhất mình đó. Ở đây là ngã tư Hai Bà Trưng nè các bạn. Ngã tư Hai Bà Trưng này nó đông đúc lắm các bạn. Cái hướng mình tới tay phải mình sẽ đi về Phú Nhuận đó các bạn. Không hiểu tay phải mình sẽ đi thẳng về ra sông Bạch Đằng đó các bạn. Đường Hai Bà Trưng này, cái này đoạn cuối Hai Bà Trưng đó các bạn. Hai Bà Trưng đi thẳng ra ngoài Phú Nhuận á là nó sẽ nó hết Hai Bà Trưng, nhưng mà nó cùng một đoạn đường, nhưng mà nó là Phan Đình Phùng các bạn. Nó cùng một đường luôn nhưng mà nó ra Phan Đình Phùng của Phú Nhuận này nè. Đi tới chợ Tân Định là nó hết Hai Bà Trưng rồi các bạn. Nó qua bên kia là nó Phan Đình Phùng cũng muốn nhận này, nó đi cũng chừng 2 cây số đó là hết Hai Bà Trưng này. Đây là đường Hai Bà Trưng nữa các bạn, mình sẽ đi thẳng xuống xuống phía trước mình đó là Bệnh viện Nhi Đồng 2 đó các bạn. Phải cái quán cà phê thức rồi nè các bạn, ế ẩm kinh khủng rồi các bạn. Đấy, quán xá ở quận nhất gì bây giờ nó te tu hết rồi. Ế ẩm tràn lan này. Ở phía trước này là nguyên cái dãy nhà hàng của người Nhật đó các bạn. Những toàn bộ là những nhà hàng kinh doanh của người Nhật đó các bạn, mà nó giải thể, nó bán, nó bỏ, nó trả mặt bằng gần hết luôn các bạn. Ở đây nữa, khu này nè bạn. Khu này hồi xưa là đa số là những cái nhà hàng của người Nhật, những hàng lớn lớn đâu, nó kinh doanh hay về thức ăn food đó các bạn, food đó. Rồi bây giờ nó không còn hoạt động, trả mặt bằng gì đó các bạn nè. Đó. Các bạn phía trước mình là đường Thái Văn Lung đó các bạn. Thấy dân luôn là khu phố người Nhật, cái khu gãy gọi cái khu đó mà khu người Nhật đa số là khu cái sexy đó, giống như một thành phố người Nhật vậy đó các bạn. Đây là các bạn thấy nó bán, đây là khu đồ Nhật các bạn, đó Seoul đó bạn, Seoul Rappi. Đây phía trước mình là đường Thái Văn Lung. Đây là Bệnh viện Nhi Đồng 2 nè các bạn, đây là Bệnh viện Nhi Đồng 2 nè. Cửa sau của Bệnh viện Nhi Đồng 2, cái cửa này là cửa thăm nuôi đó các bạn. Chứ cửa khám bệnh nó nằm ở bên kia đây. Cửa khám bệnh nó nằm bên Nguyễn Du đó các bạn. Bệnh viện Nhi Đồng 2 này nó không ồn ào như Bệnh viện Nhi Đồng 1 ở trên Lý Thái Tổ rồi anh. Đó các bạn, đây mình sẽ qua Thái Văn Lung nữa bạn, đây ta đường Thái Văn Lung nữa bạn. Hay ta số là người hàng của người, qua nhà hàng của người Nhật rồi, mà nó bán nó giải thể gần hết luôn, không còn ai kinh doanh nữa, đều ăn nhọn như thế không? Quá ế ẩm luôn, chợ luôn, cái nhà bán hiệu gần hết luôn. Mình sẽ đi quay cận cận vô cho mọi người đây. Nguyên một cái nhà hàng như vậy nè bạn, họ đóng cửa nó phà cửa kính mít các bạn, số 32 Thái Văn Lung. Đây nhà hàng toàn bộ chữ người Nhật có bạn, nhà hàng thôi của người Nhật chứ Hàn Quốc không ạ, nó kinh doanh các nhà hàng về, nó kinh doanh về hàng về thức ăn đồ Hàn Quốc, kinh doanh massage đó bạn, đa số đây là ngành nghề massage. Cái khu này khu Thái Văn Lung, khu 28B Thái Văn Lung này 90% nhà hàng là nó kinh doanh về massage. Chỉ có 10% là kinh doanh về nhà hàng thôi. Đây là bạn còn người Nhật không, tiếng Nhật không đó. Phía bên kia cũng vậy bạn đó, hàng của người Nhật không, mà khu phố này ta kêu phố Nhật đó bạn.
nó kinh doanh về dịch vụ mà người Việt mình nhảy vô kinh doanh về ngành nghề massage cho mấy anh Việt á. Rồi đây là đường Lê Thánh Tôn nữa các bạn. Nay khu này là khu mấy em Úc có mát mẻ lắm rồi. Đó, bên kia quá chừng các bạn thấy không? Mà ế lắm bây giờ. Đó, quá trời bên kia các bạn thấy không? Em Úc rất là nhiều xinh, rất là xinh luôn. Nhưng mình ít có đi bên kia để cái ngành nghề cỡ người ta chuyện làm ăn của người ta các bạn. Mình quay nó mình vôi bát rồi mình kỳ lắm. Khu phố này các bạn tới khu Lê Thánh Tôn là các bạn biết khu phố của người Nhật liền. Rất là nhiều các em, con gái áo hở hang phục vụ mấy anh người nước ngoài. Ở phía bên đây thì cũng có, ở phía bên kia và phía bên tay phải mình nè, phía bên đường á rất là nhiều, hầu như là 100% là kinh doanh về ngành nghề massage. Ở đây là Lê Thánh Tôn nhất mình. Ở phía bên kia là toàn bộ cũng nhà hàng người Nhật không đó, đó. Bạn thấy không? Đây thấy được chiếc nãy giờ đi mười mấy 20 phút mà thấy không? Khu quận nhất này mới thấy được một chiếc Vinasin đó các bạn. Các bạn thấy không? Đa số là quán của người Nhật không các bạn. Ở đây là nhà hàng kinh doanh của người Nhật không. Đây là khu Lê Thánh Tôn này, khu phố người Nhật các bạn. Đây. Đó. Các bạn thấy không? Toàn bộ là quán là tiếng Nhật không à. Tiếng Hàn Quốc là nhiều. Phía trước mình là cầu Ba Son đó các bạn. À, mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có nào xem video mình nhớ cho mình một đăng ký, một like ủng hộ tinh thần nha các bạn.